Alo, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đây là con mèo Na nha. Na. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm thôi mẹ. Bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì chờ. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Nói sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng tươi nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Alo, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha.
Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng kia nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Ừ,
Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng lắm. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Na nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng lắm. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha.
nó sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng tri nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè đó, rồi sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Nè nha. Nè. Dưa đâu rồi? Hử? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Nè nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng tri nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè đó, rồi sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha.
Đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Na nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây, em với con Na nha. Ủa, con Trí đi làm thôi mẹ. Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Rất là nhiều nụ hồng nha các bạn. Đây. Trời ơi, sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng kia nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây, cái nụ đây. Hoa này, cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè.
Đó, đây là nhà mình nha. Nè 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 với em nè, em đó, đây là con mèo nè nha. Nè 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 nè, dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì lì. Đây em với con nè nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chơi hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây 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 là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây đây là cái bông hồng xanh nha. Yay, quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Nó sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, bông hồng kia nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè 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 với em nè, em đó, đây là con mèo nè nha. Nè 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 nè, dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì lì. Đây
em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây. Đây cái bông hồng xanh nha. Yay. Ừ, quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Na nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời.
đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi, đây là bông hồng, bông hồng kia nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Nè nha. Nè. Dưa đâu rồi? Hử? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Nè nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi, đây là bông hồng kia nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây,
Đây là cây bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Nè nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây em với con Nè nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Rất là nhiều nụ hồng nha các bạn. Đây. Trời ơi sáng dữ ta. Rồi. Đây là bông hồng kia nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn.
Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi, đây là bông hồng kia nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này, cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi, bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha.
Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng lắm. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây. Đây cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi
bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng lắm. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì đi chờ. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng kia nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Nè nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây em với con Nè nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng lắm. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì đi chờ. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha.
sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng kia nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè đó. Giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này, cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Nè nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây, em với con Nè nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Rất là nhiều nụ hồng nha các bạn. Đây. Trời ơi, sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng kia nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này, cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha.
Đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, bông hồng kia nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè.
Đây là nhà mình nha. Nè 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 với em nè, em nè, đây là con mèo nè nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Em biết con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng lắm. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Trời ơi, sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo nè nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây.
Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chơi hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, bông hồng tri nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Nè nha. Nè. Dưa đâu rồi? Hử? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Nè nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chơi hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây 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 là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì vậy trời.
có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng kia nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè đó. Giờ sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Nè nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây, em với con Nè nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Rất là nhiều nụ hồng nha các bạn. Đây. Trời ơi, sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng kia nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha.
Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, bông hồng kia nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ
dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè 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 với em nè, em đó, đây là con mèo nè nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng lắm. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè.
Em đó, đây là con mèo Na nha. Nè 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 nè. Dưa đâu rồi? Ừ, dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chơi hơi chói sáng. Sáng quá. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây, đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui, quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, bông hồng tri nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này, cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè 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 nè. Dưa đâu rồi? Ừ, dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn.
Mình hơi chơi hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, bông hồng tri nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Nè nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây em với con Nè nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chơi hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha.
Trời ơi sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng tuy nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng tuy nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha.
Đó, là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Trời ơi, sáng dữ ta. Rồi, đây là bông hồng tri nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè.
Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè với em nè, em đó, đây là con mèo Na nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Em với con Na nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chơi hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui, quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Na nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây.
thêm với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì trời.
Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè đó. Rồi sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này, cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em đó, đây là con mèo Na nha. Nè Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây, em với con Na nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây, đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây, đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè đó. Rồi sẽ quay bạn coi nha. Đây,
Đây là cây bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này, cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi, bye bye các bạn. Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì đi chào. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn.
Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng lắm. Sáng quá. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì chờ. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi, đây là bông hồng kia nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây, cái nụ đây. Hoa này, cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây, các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi, bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha.
Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Rồi bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng tri nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Ừ,
bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chơi hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Ui quê gì trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha. Rất là nhiều nụ hồng nha các bạn. Đây. Trời ơi sáng dữ ta. Rồi. Đây là bông hồng tươi nha. Cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây. Đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa nó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đó, đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chơi hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây. Đây đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè nó có rất là nhiều nụ nha.
sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng kia nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này, cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha. Đó, đây là cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi. Đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha. Rồi, bye bye các bạn. Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa, con Trí đi làm hả mẹ? Bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng đó. Sáng quá. Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Quê gì vậy trời. Đây là cái cây bông hồng xanh nha. Nè, nó có rất là nhiều nụ nha. Sáng dữ ta. Rồi đây là bông hồng, mà bông hồng kia nha, cái này là bông hồng thân gỗ nha các bạn. Nè, hoa của nó màu hồng nè. Đó, giờ mình sẽ quay bạn coi nha. Đây, đây là cái bông hồng thân gỗ nha. Đó, cái hoa của nó này các bạn rất là đẹp nha. Cái này là màu hồng đào nha. Hoa đó là màu hồng đào nha. Đây cái nụ đây. Hoa này, cái nụ hoa nè. Cái cây này dáng rất là đẹp nha.
Đó, đây cái bông hồng của nhà mình nha các bạn. Rồi đó, đây là những cái bông hồng của nhà mình nha. Đây các bạn thấy chưa, rất là đẹp nha. Rồi bye bye các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình nha. Thì hôm nay là mình mới về Nha Trang nha các bạn. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà mình nha các bạn. Đây, đây là nhà mình nha. Đây là nhà mình nha các bạn. Đó, phòng ngủ nè. Đó, đây là nhà mình nha. Nè nè. Nè với em nè. Em. Đây là con mèo Na nha. Nè. Dưa đâu rồi? Dưa đâu nè? Em chọc nó nữa, lì. Đây. Em với con Na nha. Ủa con Trí đi làm hả mẹ? Bây giờ là mình sẽ dắt các bạn đi tham quan vòng quanh khuôn viên của nhà mình nha các bạn. Mình hơi chói sáng. Sáng quá. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là cái bông hồng xanh nha. Đây là cái cây bông hồng xanh nha các bạn. Đây. Đây là cái bông hồng xanh nha. Yay. Yes. Ừ, quê gì vậy trời.